chào tất cả các chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hiện tại mình đang ở một cái buổi trình diễn các siêu xe đời cổ, đời độc lạ các bạn. Thì cái sự kiện này nè, mỗi năm nó sẽ diễn ra một lần tại tiểu bang Michigan của mình nha. Thì năm nay nó sẽ diễn ra ở Woodland Mall, một trong những cái trung tâm mua sắm ở tiểu bang mình. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi vào trong và mời các bạn cùng theo chân mình để chiêm ngưỡng những cái chiếc xe đời cổ và độc lạ như thế này nha. Xe này nó bán nữa bạn. Cái này của Cadillac. Này của Cadillac nè. Giá là 12.900. Trong xe chiếc này là Mustang hả? Mustang. Chiếc này là của Chevrolet. Quá là nhiều xe độc lạ luôn các bạn ơi. Xe này 1951. Chevrolet. Xe này còn chạy luôn nè. Sắp đi đăng phải đăng ký 2022. Còn chạy luôn. Xe này chạy chạy ngoài đường. Chứ không phải để trong thùng. Xe này đăng ký. Còn mới quá trời. Lincoln. Lincoln hả? Lincoln. Chiếc này đẹp quá à. Chiếc này còn giữ màu sơn luôn. Không có sơn lại. Phía trong nó nè các bạn. Honda. Chevrolet. Quá là ngầu luôn. V8 hả? Đây chứ V8 nè. Sửa lại hả? Ồ, này sửa lại rồi hả? Nó để chữ V8 á. Cái này là chiếc gì? Mustang luôn. Mustang luôn hả? Nhưng mà I'm going to think.
Chiếc Thái Công hả? Là có cái bô nữa bạn. Nó là đường bô cái hai bên đây bên. Coi trong xe nè. Ồ. Đó, trong xe đó bạn. Chiếc này giống chiếc của Batman quá. Chiếc của Batman nè. Giống chiếc Batman. Xe này còn độc dữ nữa nè bạn. Đó. Nhìn mấy này cổ cổ đảo quá à. Đẹp quá. Bánh nó còn mới nè. Chevrolet. Sơn cũ luôn á. Chevrolet nè. Ở đây thấy mấy ông già ông chạy không à. Chiếc này mới thú vị nè. Chiếc này Special Delivery UBS. Yeah. Super Spock. Super Sport, Chevrolet luôn. Chevrolet. Tím liệm tìm sim luôn các bạn. Từ trong ra ngoài tím liệm tìm sim. Hay coi. Very good. Very nice. Yeah, yeah. It caught in my video. Thank you. Have a good day too. I hope.
đây là xe phòng xe chữa cháy của Mỹ nữa các bạn. Đó, mấy cái đồ trong xe chữa cháy. Yeah, for my son. Thank you. Tiger, mày cho nè. Yeah, đổi lên liền. Đổi lên liền. Đó, chiếc này là chiếc phòng cháy chữa cháy luôn, nhưng mà năm đời năm mấy nè, cổ quá trời cổ luôn. Ford nha, chiếc này của Ford 1949. Ồ, 1949 để các bạn đó. Phòng cháy chữa cháy. Còn đây là khu cái mô phỏng xe nó đụng banh chành đó bạn. Coi nó mô phỏng hay dễ sợ không? Đó, nó mô phỏng còn kiến nè. Đó, kiến nó rớt nè. Đó, kiến nó bể tan nát nè, coi mô nó phỏng nè. Đó, tan nát chơi dành cho mấy đứa nít nữa kìa. Đó, leo núi nè. Ủa đây là khu gì? Khu đập hả? Khu đập xe hả? Đạp xe chơi hả? Khu đạp xe. Đạp xe làm gì? Biết chỗ đập rồi, đập banh chanh à. À, chiếc này nãy ổng chạy nè, ổng chạy ngang nè, ổng chạy được luôn nè. Ổng già ổng chạy ngang hết. Trời ơi chiếc này. Bán mấy cái áo lưu niệm.
có stand. Có stand không ha? Honda ở trong, ở đầu máy Honda để nữa Honda. Toyota gặp sát luôn. Chiếc này chạy sao trời? Nâng lên xíu chạy. Không có chạy nâng lên mà. Sát luôn, gầm có tí xíu à. Sát cái mặt đường có tí xíu thôi nha các bạn đó. Có tí xíu thôi đó. Toyota. Bên trong. Trời ơi, cái này sát gầm, cái này sát mặt đường luôn rồi. Quay xa xa cho các bạn nhìn thấy bao quát chiếc xe. Sát gầm. Đó. Mấy chiếc xe này lạ lạ không à. Quay đầu máy trong chiếc này mới tanh luôn các bạn ơi.
nước này. Một chiếc tím liệm tìm sim mà. Điểm số rồi, điểm số rồi. Chiếc đi cho tôi ăn. Tím liệm tìm sim luôn bên trong à. Nhung luôn, nhung gắm lụa luôn các bạn. GMC. Thằng này GMC. Sát gầm luôn, gầm sát mặt đường luôn. Chiếc này nó không có nóc máy luôn, nó chỉ vậy thôi, không có nóc máy luôn, nó chỉ thấy được cái máy bên trong, không có nắp đậy lại. Chín sáu năm, chiếc này 1965 bạn. Đây là chiếc xe cứu thương đời cổ nữa bạn. Một vòng quanh để mình xem những cái chiếc xe này rồi mấy bạn. Mấy bạn thấy như thế nào? Nó rất là cổ luôn đúng không? Quá là đẹp luôn. Đó. Thì cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết đoạn video của mình nha. Nếu như thích kênh mình thì hãy like, share và subscribe để tạo động lực cho mình có thêm nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các cô chú anh chị những video tiếp theo nha. Bye bye.